Vâng, chào bạn Thuận The nha. Chào tất cả anh em. Anh em nào muốn em chào thì nhớ phải tương tác lên khung chat để em nhìn thấy. Vâng, hay rồi, lại win rồi. Vâng, chúng ta sẽ đấu thứ ba này. Đây là trận chung kết đầu tiên của Bi. Vâng, Quýt đang đánh rất hay. Yes, yes. Chào Tuấn Linh, chào tất cả anh em. Đây là trận chung kết đầu tiên của BB. Rồi, thấy bái quả rồi. Hình như hai game thủ chốt với nhau là đánh 3C hay sao đấy tất cả anh em ạ. Mà nếu mà Bi thua nốt C này nữa thì có lẽ là Bi cũng không dám tiếp tục đánh nữa đâu. Quýt đang thể hiện mình đánh cung L rất hay khi hôm qua và he he rồi. Hôm nay lại lôi BB ra, người bạn thân của he he ra. Để nói là đấm không trượt phát nào, theo ngôn ngữ của Khá Bảnh. Đây là bầy hươu đầu của game thủ Cam Quýt. Vâng, Quýt cười rồi. Cứ Quýt cười là tươi thôi. Anh em về phải... Anh em rất muốn thấy Quýt cười. À, Quýt sinh năm 1994 nha anh em ơi. Đánh 3C anh Xuân Khánh ơi. Có lẽ là đánh 3C. Cố gắng mút bi 3C thôi. Đây, Quýt đang cười tươi rồi anh ạ. Anh em muốn nhìn thấy Quýt cười thì Quýt cười cho anh em. Tỏa nắng luôn. Cái phòng này là hơi hơi bị đen, bị tối một chút. Hơi tối, mong em thông cảm cái điện cái phòng này. Ôi, ánh sáng hơi kém. Vâng, cảm ơn anh Quốc Trịnh Trịnh Quốc Cường ạ. Trịnh Quốc Trường. Cảm ơn anh Trịnh Quốc Trường đã gửi tặng game thủ Cam Quýt 100 sao. Rất cảm ơn anh. Anh em nhớ xem, nhớ like và chia sẻ để ủng hộ cho Cam Quýt nha. Anh em mà không vào xem nhanh ấy, Cam Quýt giải quyết luôn Bi trong cái trận thi đấu này 3-0 thì không được xem nữa đâu. Anh em phải like mạnh mẽ lên nhiều người hơn để xem cái tình huống mà Quýt giải quyết Bi. Vâng, em thì không có đam mê về những con số nên là em thường là em phán con nào thì nó không ra con đấy. Anh em đừng bảo em ra những con số. Bài của Quýt trận thi đấu này thì hình như nhìn qua có những bầy hươu thôi. Ôi rồi, chiếc S này không phải là một chiếc S nhân đôi rồi. Khi mà đóng ở cái vị trí mà có thể nói là đá xấu rồi. Đúng rồi, anh em mai nếu mà Quýt thắng trong trận thi đấu buổi thi đấu ngày hôm nay, mai chắc chắn Quýt sẽ gạ những game thủ khác, những thử thách khác, những người có thể nói là đánh cung L hay của Việt Nam như Hồng Anh và Chim Sẻ mút. Bầy hươu như bầy hươu, 6 con dành cho Quýt. Ở bên cạnh đó mong là 2 con voi. Em phán con nào thì anh em né ra không đánh con đấy thôi. Thật ra thì em phán lô con nào là nó không ra con đấy.
Anh em nhớ tránh xa con 22 nha. Em bảo anh em cho anh em một con số là con 22. Không thì anh em cứ căn vào cái tỷ số của game thủ quýt này mà đánh thôi. Hôm qua thì có một anh thì anh có một anh gì đó em quên tên rồi, anh Cao Cường. Hôm qua anh Cao Cường đánh con số 12 21. Đã già rồi, đã già lồ. Cứ căn vào cái tỷ số của quýt mà chơi thôi anh em ạ. Sau khi có lẽ là hôm qua sau khi He thua đã gọi điện cho người anh em BB của mình bảo là bị quýt ghiếp đau quá trả thù cho tao, mà không ngờ BB hôm nay ra vác kiếm ra đây và cũng bị quýt đấm không trượt ván nào. Bên kia bị trận yếu này đánh với 28 nông dân có vẻ một bài mà vì rất mắc trận hiếu này. Quýt đang đưa những con nông dân ở xa về để ra cho mình những chiếc ruộng. Với cái việc con nông dân phải đi xa này rất ảnh hưởng đến cái việc mà làm tài nguyên của mình, lực của mình. Một trận thi đấu mà có thể nói đồ ăn là hơi xấu một chút dành cho Quýt, cả thế nhà nữa. Vâng, cảm ơn anh Donan Vincent đã gửi cho Quýt 50 sao. Rất cảm ơn anh. Anh Đức Quyến có vẻ như anh là người xe rất nhiều nên là bị chặn xe. Không sao, vài ngày nữa thôi họ sẽ mở lại tính năng đấy cho anh. Bình tĩnh, anh sẽ được tiếp tục ủng hộ cho Quýt. Một bài mà Quýt đang cố gắng chơi với 5 BA của mình. Trận thi đấu này thì Quýt lực rất là yếu khi đang đưa những con nông dân về và ra thêm những chiếc ruộng. Hôm qua như Quýt là đưa He đi đi cân ra, hình như cái ảnh đấy như lâu rồi. Điểm số của Bi đã nhảy. Đây là 5 BA vẫn đều dành cho Quýt trận hiếu này. Nhà của Bi tôi đoán trận hiệu đây đã thấy nhà của Bi kia rồi. Bi đổi cho mình cái màu 7. Đây là tân cung L đi công của Bi. Một tân cung L 5 con cũng là 5 con. Hai tân ra, cũng như là hai tân cung L. Một hai tân cung L đây dành cho Bi luôn. Bi đang đưa lên đây hai tân cung L luôn. Một bài mà hình như nhà của Bi xấu. Nhà của Bi rất xấu trận hiếu này. Bài dâng Nga sao? Không thấy quân nhà đâu. Hình như là một bài dâng Nga dành cho game thủ BB. Và Quýt đã biết điều này thì đưa một tên cung L đi sẽ đi quản nhà của BB. Ở đây thì họ chắc chắn sẽ đưa vào đây để ăn. Ôi, có bãi quả này. Đây là những con nông dân của BB. Chúng ta có một tên cung L đi quản nhà của BB. Nhà của BB rất xấu tên hiếu này. Họ đang dồn hết quân lên đây để chơi vào nhà của Quýt. Quýt có đưa những Quýt đang điều hình như vâng tên này cũng như được sao, phải cẩn thận tên này. Quýt cũng đang bị bắn vào những con nông dân và loạn cơ sở làm ăn. Bây giờ chúng ta không có thực để sóc quân, phải cố gắng ra đầu tìm thêm một đồ ăn hoặc vé cho mình vài chiếc ruộng. Đây là tầm 4 tầng cung L của game thủ BB đang ở đây. Chắc chắn chúng ta phải né ra không thể đấu được. Và ở nhà Bi, Quýt vẫn đang có thêm cho mình một tên cung L đi quả. Và Quýt thì như bỏ rồi, cẩn thận Bi phải e. Bỏ nhà rồi. Đây là nhà A của Bi. Nhà A đi dâng rất cao dành cho Bi trước cửa nhà chúng ta luôn.
quân của Bi đang ở nhà, chúng ta bị phát hiện cái bài gỗ hình như kín kìa. Cẩn thận bị vẽ thôi, phải rất để ý tần hiếu này. Vâng, đang bị phát hiện những con nông dân này. Quýt cũng đang ăn được dân của Bi. Bi như bên kia không có gỗ để vẽ thôi, nếu không thì chắc chắn Bi không bao giờ bỏ qua. Đây là bãi quả của Bi. Dít nào, Bi không để ý là của dân của chúng ta, chúng ta phải đang để ý dân của mình. Ăn được tầm khoảng 4 dân của Bi. Đây rồi, bãi quả. Đã có bãi quả rồi cho mình ăn. Timeline của Quýt vẫn là 33. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi, đã tẩu thoát được cái đám nông dân này. Bên kia họ có cố vắt bỏ quẩy e ngay, rất là khó chịu luôn. Timeline vẫn giữ ở con số 31 dành cho Cam Quýt. Ăn được cái bãi quả này, ra được những con cung lờ. Họ đang lây trồ nhà sao? Hình như đây rồi. Mà Bi én rất nhanh luôn, ngửi thấy mùi phát Bi én. Có lẽ là Bi đang quay trở lại cái bãi quả kia để ăn hoa, để ăn cái bãi quả kia. Đây rồi, đã nhìn thấy cái bóng con nông dân. Thằng quả Quýt đang đợi những con nông dân kia về ăn cái bãi quả xé rít. Nào, đây rồi, đây rồi. Bi ơi, đi đâu Bi? Bi, Bi. Vâng, hai con nông dân cũng được rồi, đuổi thôi. Không biết Bi đang ăn gỗ ở đâu, không biết đang ăn ở đâu. Mà cũng có thể là họ đang chạy về hướng nhà của chúng ta. Không ý tuần này, bên kia cái màu bạc. Tham bài của Quýt tụt xuống con số chỉ còn 27 thôi. Đây là những con nông dân của game thủ Cam Quýt. Và Cam Quýt đang muốn kéo những con quân về nhà của mình để bắt tên cung lờ này của BB. Nếu BB không để ý thì sẽ bị Quýt giết. Còn Bi đã để ý rồi. Bi đang để ý và cầm những con nông dân lên đây vụt luôn. Phải cẩn thận tên này. Bi đã có những con dân. Rồi thì chúng ta là người thiệt hơn. Và Bi có những con nông dân giúp sức cho mình. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai nhà A thôi, khi mà bị đốt mất ba nhà A rồi. Làm lại chúng ta đang đè, bị đè. Rồi Bi ở đây cũng đã để ý rồi, họ đang điều những con cung lờ. Bi vẫn có vài con cung lờ nữa để đi quản thôi. Chúng ta khó tờ chiếu này nên đời muộn hơn. Và Bi chủ động đi dâng ngả nhà xấu hơn. Tỷ số là 2-1 dành cho Bi. 2-1 vì họ bật mất một trận.